hôm nay kênh GoFood sẽ giới thiệu cho các bạn khoai lang chiên các bạn, khoai trứng chiên của bà Tư đã được 75 năm nay rồi. Cái đường rất thành đức. À, đây là bà Tư các bạn. Bà Tư bán một mình thôi đúng không bà Tư ha? Đó. Mình bà Tư bán thôi đúng không? Có ai phụ không bà Tư? Có, mấy bữa nay có người phụ. À, mình bà Tư bán trứng chiên nướng, khoai khoai lang nướng. Để nuôi nuôi chồng đúng không bà Tư ha? Nuôi chồng bị bại liệt ở trong nhà, để mình trong nhà. Ngày bà Tư bán bao nhiêu ký khoai bà Tư? Bán có mấy ký con ơi. À, chuối là ngoài chuối chiên mình còn bán chuối hấp rồi nữa hả bà Tư? Chuối hấp rồi, khoai lang hấp rồi nè. Bà Tư nay là 75 tuổi rồi các bạn. À, một mình đổi tuổi bán khoai lang chiên, chuối chiên trên đường Quận Đức. Quán chú chiên của bà Tư này mà cô tới hả cô? À, cô là có người cháu ở bên Mỹ á, nhưng mà mấy người bạn là có gửi tiền cho bà Tư rồi. À. Mấy nhiều cũng nhiều người gửi rồi. Là cô tới đây không biết bà Tư có nhận được không? À. Nhưng mà hôm nay là cha ở bên Mỹ á, người ta nhờ cô đem tới tiền cho bà Tư, kiếm bà Tư. À, gửi một chút ít tiền cho bà Tư. Ít tiền cho bà Tư. Tuổi già đỡ cực khổ. Dạ, lần đầu tiên cô biết tới ở đây luôn á hả? Lần đầu tiên mới biết ở đây. Dạ, cảm ơn cô. Bà Tư hàng ngày là buổi sáng bà Tư chuẩn bị món rồi bà Tư. Rồi tới trưa mình ra đây mình bán rồi bà Tư hả? À. Rồi mình bà sao bà ngoại bà lấy được mấy chuối này rồi sao mà để khe ra nổi bà Tư? Đẩy chứ giờ đâu, giờ mượn ai đâu? À là tự mình bà ráng bà đẩy vô hả? Em nghe nói bà Tư. Chưa, mình đã nói mà, đó thì đừng có đi bò mà cái chân này chạy, cái giờ hãy đi chứ. Con nghe nói nó nói rồi, ta đâu có